Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể khắc phục được cái lỗi khi các bạn mới nâng cấp màn hình à, lên màn 144Hz mà các bạn vào cái game, một số game ha chẳng hạn mình lấy ví dụ ở đây là cái game CF này, cái game đột kích này các bạn sẽ bị co hai bên màn như vậy ha cho dù các bạn đã chỉnh cài đặt ở trong game toàn màn hình rồi hoặc là các bạn chỉnh theo cái cách là các bạn vào cái phần regedit á các bạn chỉnh cái phần Skylink này các bạn chọn xuống giá trị là 3 nhưng mà vẫn không được thì các bạn hãy làm theo mình ha các bạn hãy nhấn chuột phải ở ngoài màn hình này các bạn chọn uh, cái Nivea Control Banner này các bạn xuống cái dòng Azut Desktop Dai này thì ở đây các bạn tích vào cái phần là Full Sen ha và các bạn tích thêm vào cái ô này để mà các bạn uh, cho phép nó chạy cái chế độ uh, full màn hình ở trong game ha, sau đấy các bạn nhấn apply cho mình. Thì sau đó các bạn vào game nó sẽ phun được màn hình như vậy ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu thấy video có ích hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.